Tết đến, canh lửa nồi kho là đem biết bao tinh túy ấp ủ. Khi đầy vung là bền chí bền lòng. Khi mở vung là xuân về, cùng hương thơm, vị ngọt, tình thâm thấm thía đậm đà. Tết này, cơ nó cùng mẹ nhóm bếp canh lửa món kho ba miền để thấm bí quyết hương vị làm nên hồn Tết. Cá chám Vũ Đại ngày xưa ấy chỉ ăn ốc thôi. Thịt rất thơm ngon. Chặt khúc rồi nhất quyết không được rửa, để thật ráo nước. Xếp riềng, khế, rồi cá, lớp gia vị, nêm mắm ngon, hậu vị lan tỏa, ngọt từ trong ngọt ra, kho lâu với lửa nhỏ, không đảo, châm nước dần. Đúng rồi, xưa các cụ còn châm trả mạn nữa đấy. Xưa chỉ kho trong niêu đất sét Nghệ An, vùng từ Thanh Hóa, củi là củi nhãn, giữ trọn hương vị cá chấm. Dạ, kho lâu với lửa nhỏ này, không được đảo mà phải giữ nguyên. Kho lâu tới độ là lớp giềng cháy xém dậy hương, mỡ tan ra, thấm vị vào cá. Ngày nay á thì cá chấm kho giềng Vũ Đại đã trở thành một đặc sản nổi tiếng, quà quý trao tay. Nhiều cá kho ngày Tết đậm đà tình nghĩa hơn mọi món cao sang. Họ biếu cá kho Vũ Đại từ làng quê đến khắp mọi miền Tổ quốc đấy ạ. Miền Trung mình nấu cái chi cũng có đậu phộng, nhỏ quắt queo mà ngọt bùi mẹ hi. Ừ, thấm giang lao mà đậm nghĩa tình, y như cái nét người rứa đó. Quê mình á, núi sông hiểm trở, rứa nên nấu cái chi á cũng mặn cay nồng, đậm đà gia vị. Sóng gió gì rồi ta cũng vượt qua mẹ hỉ. Hòn ý là nấu với một tí ti nước trong nồi, bắt trên lửa nhỏ đúng không mẹ? Ừ, rồi nên mi để lửa liu riu thôi, gia vị mới ngấm đậm đà, hậu vị lan tỏa. Đừng có hà tiện gia vị nha. Quan trọng nhất là cái nước mắm nè. Nước mắm từ cốt cá cơm Phú Quốc là ngon nhất nè. Kho thịt mỗi má một bí quyết. Thịt ướp xong rồi, phơi nắng, săn lại kho lên màu đẹp lắm nè. Kho ngon trước tiên là để cái nồi nó thiệt là nóng nè. Ở bên Sóc Trăng á, người ta hay đậy tờ giấy báo hút nước mỡ bốc lên, xào cho miếng thịt nó săn lại, rồi chế nước dừa vô. Nhớ chọn trái dừa già, nước nó mới ngọt, trái non, nước nó chua lè ha. Nước dừa nhiều, kho cái màu nó đẹp, không phải thắng đường. Đừng có để nước màu vô, thịt nó đắng. Cái bà năm đầu xóm mình á, bà đậy lá chuối, nửa kính, nửa hở, hút bọt trong nước mà lại thêm hương thơm. Còn có nhà lót một lớp mía ở dưới nữa để nó khử mùi nè. Trời ơi, miếng thịt của nó thơm mà ngon quá trời luôn. Xưa người miền Tây dùng cái bếp cà ràng, dựng chải đi ga, bếp hai tầng. Kho hai lửa mềm rục nè. Một chút sau, cào bớt than ra, để lửa riu riu. Gần chín rồi, bỏ trứng vô. Càng kho càng thơm hơn nước mắm cơ. Nhìn nồi thịt kho là thấy năm mới tròn vuông đủ đầy, vạn sự như ý. Món kho bếp mẹ thấm đậm yêu thương, nguyện ước, phúc lành theo thời gian ấp ủ. Những hương vị tinh túy ấy là một phần bí quyết làm nên hồn Tết. Cùng cơ no bên mẹ, canh lửa nồi kho cho bếp Tết rực hồng, cho lan tỏa vị xuân, cho tinh túy hồn nhà, đậm đà hồn Tết Việt. Cơ no, tinh túy vị xuân, ấm nồng bếp mẹ.